chào tất cả anh chị đang tham gia và theo dõi khóa đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng phần mềm Amis kế toán. Buổi học hôm nay, Misa xin hướng dẫn anh chị nội dung nhập số dư ban đầu trên Amis kế toán. Nhập số dư ban đầu này mục đích để nhập số liệu đầu năm cho dữ liệu. Ví dụ dữ liệu của anh chị được tạo bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thì số dư ban đầu này sẽ được hiểu là số dư cuối năm của 2023 và đầu năm của năm 2024. Để thực hiện nhập số dư ban đầu, anh chị vào số dư ban đầu hoặc vào mục bánh răng, các tiện ích và thiết lập. Chọn đến nhập số dư ban đầu. Tại đây sẽ bao gồm các loại số dư như sau: số dư tài khoản ngân hàng, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, công nợ nhân viên, tồn kho vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ đầu kỳ, tài sản cố định đầu kỳ, chi phí trả trước đầu kỳ, chi phí dở dang. Và sau đây, Misa sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị theo từng loại số dư. Nhập số dư tài khoản ngân hàng. Anh chị chọn vào ô số dư tài khoản ngân hàng. Chọn nhập số dư. Ví dụ là tài khoản 1121 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với số dư đầu kỳ là 650.637.052 đồng. Anh chị chọn đến số tài khoản là tài khoản 1121. Sau đó tìm đến tài khoản ngân hàng cần nhập và nhập giá trị ban đầu vào dư nợ. Sau đó nhấn cất. Trường hợp đơn vị anh chị có số dư tài khoản ngân hàng ngoại tệ, ví dụ là USD, thì anh chị nhập số dư ban đầu, chọn loại tiền là USD và tài khoản là 1122. Anh chị chọn tài khoản ngân hàng cần nhập với số tiền ngoại tệ, em ví dụ là 9.400 USD. Tiền quy đổi ra Việt Nam đồng là 217.600.000 đồng. Tại đây, anh chị nhập dư nợ là số tiền ngoại tệ, còn dư nợ quy đổi là số tiền quy đổi ra Việt Nam đồng nhé. Sau đó bấm cất. Trường hợp dữ liệu của anh chị chưa tích chọn hạch toán liên quan đến ngoại tệ thì sẽ không chọn được tài khoản 1122. Anh chị thực hiện bấm vào bánh răng, các tiện ích và thiết lập ở góc trên bên phải màn hình. Chọn đến tùy chọn. Tùy chọn chung. Anh chị tìm đến mục tiền tệ. Tại dòng có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, anh chị tích chọn là có. Rồi nhấn cất. Sau đó nhập số dư lại nhé. Nhập số dư công nợ khách hàng. Ở giao diện số dư ban đầu, anh chị chọn sang công nợ khách hàng và chọn nhập số dư. Em ví dụ, công ty cổ phần Trung Thành có số tiền cần phải thu là 50.510.000. Anh chị chọn số tài khoản là tài khoản 131. Chọn loại tiền là Việt Nam đồng. Tìm đến mã khách hàng. Và nhập số còn phải thu ở ô dư nợ là 50.510.000 đồng. Anh chị lưu ý, nếu công nợ này anh chị muốn quản lý chi tiết theo từng hóa đơn thì anh chị sẽ bấm vào mục chi tiết theo hóa đơn. Sau đó nhập ngày hóa đơn, số hóa đơn và giá trị hóa đơn là bao nhiêu. Ngoài ra, nếu công nợ anh chị có theo dõi chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, hợp đồng thì anh chị cũng chọn vào và nhập tương tự. Sau khi anh chị nhập liệu xong, anh chị bấm cất. Anh chị kiểm tra và nhập tiếp các đối tượng còn lại nhé. Lưu ý, nếu với khách hàng nào anh chị có khoản người mua trả tiền trước thì anh chị sẽ nhập ở bên dư có. Nhập số dư công nợ nhà cung cấp. Đối với công nợ phải trả nhà cung cấp, anh chị thực hiện nhập liệu tương tự như công nợ khách hàng. Với khoản phải trả, anh chị nhập ở bên dư có.
Còn với khoản đã trả trước cho người bán thì anh chị sẽ nhập bên dư nợ nhé. Nhập số dư công nợ nhân viên. Anh chị vào số dư ban đầu, nhập liệu số dư tương tự như công nợ khách hàng và nhà cung cấp cho tài khoản 141 hoặc tài khoản 334 nếu có theo dõi công nợ theo nhân viên. Khi nhập liệu xong, anh chị bấm cất để lưu lại số dư công nợ của nhân viên. Lưu ý với số dư công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, khi nhập số dư trên công nợ, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá trị sang số dư tài khoản 131, 331, 141, v.v. nên anh chị không cần phải nhập thêm vào số dư tài khoản nhé. Nhập số dư tài khoản. Nhập số dư tài khoản là số dư đầu kỳ theo các tài khoản trên hệ thống tài khoản. Em ví dụ như sau, đơn vị có số dư tài khoản tiền mặt 111 là 631.742.877 đồng. Tại giao diện này, mình sẽ không nhập được trên tài khoản tổng hợp, mà anh chị sẽ nhập số dư vào các tài khoản chi tiết nhé. Em chọn nhập số dư. Xuất hiện bảng thông tin nhập số dư, anh chị bấm thêm dòng. Chọn đến tài khoản chi tiết tiền mặt. Em sẽ nhập số tiền ở bên nợ tài khoản 1111. Và tương tự, các tài khoản khác, anh chị bấm thêm dòng và cũng nhập tương tự vào nhé. Sau khi nhập xong, anh chị bấm cất. Nhập số dư tồn kho vật tư hàng hóa. Để nhập số dư tồn kho đầu kỳ, anh chị vào mục tồn kho vật tư hàng hóa và chọn đến nhập số dư. Em ví dụ đơn vị có tồn kho hàng hóa, mặt hàng là TV LG 40 inch, tồn 10 cái, tổng giá trị là 24.400.000 đồng. Tại giao diện, anh chị chọn đến tên hàng hóa và kho hàng hóa đang tồn. Chọn đơn vị tính và anh chị nhập số lượng tồn và giá trị tồn vào. Sau đó nhấn cất để lưu lại mã. Anh chị nhập tương tự với các mã tồn kho còn lại. Để nhập nhanh hơn, anh chị có thể dùng chức năng nhập số dư từ Excel. Misa sẽ hướng dẫn ở phần sau của bài học. Lưu ý với số dư tồn kho vật tư hàng hóa, khi hoàn thành nhập số dư tồn kho chi tiết ở mục tồn kho vật tư hàng hóa thì anh chị phải cần tổng hợp giá trị tồn kho vật tư theo từng kho. Xem tổng giá trị tồn của kho là bao nhiêu tiền. Sau đó anh chị vào mục số dư tài khoản và chọn nhập số dư. Anh chị thực hiện thêm dòng để nhập cho các tài khoản kho tương ứng như tài khoản 152, 155, 156. Số tiền là tổng giá trị các kho và đảm bảo số tiền tài khoản kho phải bằng với tổng giá trị của hàng hóa trên kho tương ứng nhé. Nhập tài sản cố định đầu kỳ. Anh chị chọn sang mục tài sản cố định đầu kỳ, chọn nhập số dư. Em ví dụ, đơn vị có tài sản cố định đầu kỳ là ô tô 9 chỗ, có ngày ghi tăng là ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nguyên giá là 2 tỷ, thời gian sử dụng là 10 năm, hao mòn lũy kế là 800 triệu. Anh chị khai báo đầy đủ các thông tin như ngày ghi tăng, chính là ngày ghi nhận tài sản cố định khi đưa vào sử dụng. Mã tài sản, tên tài sản, loại tài sản, đơn vị sử dụng. Nếu mã tài sản cố định này không tính khấu hao thì anh chị tích vào ô không tính khấu hao nhé. Tại tab thông tin khấu hao, anh chị khai báo đầy đủ các mục có dấu sao đỏ như tài khoản, nguyên giá,
tài khoản khấu hao, ngày bắt đầu tính khấu hao. Anh chị điền thời gian sử dụng và thời gian sử dụng còn lại. Nhập số tiền, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định. Phần mềm sẽ tự động tính các chỉ tiêu còn lại. Lưu ý, nếu tài sản này có giới hạn giá trị tính khấu hao theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì anh chị tích chọn vào đây và gõ thêm giá trị được khấu hao theo luật là bao nhiêu tiền. Chương trình sẽ hạch toán phần chi phí khấu hao tương ứng với giá trị khấu hao theo luật vào chi phí hợp lý. Phần chi phí khấu hao vượt quá giới hạn thì sẽ được hạch toán vào chi phí không hợp lý. Ví dụ, theo quy định xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì chỉ được tính khấu hao vào chi phí tương ứng với phần giá trị tính khấu hao theo luật tối đa là 1,6 tỷ đồng. Phần chi phí tính khấu hao vượt quá 1,6 tỷ sẽ được hạch toán vào chi phí không hợp lý. Tiếp đến, anh chị chọn sang tab thiết lập phân bổ. Hệ thống sẽ tự động cập nhật mã đối tượng khi anh chị chọn đơn vị sử dụng ở phần thông tin ở trên. Nếu đơn vị có phát sinh thêm phòng ban khác hoặc tài sản dùng để phân bổ cho đối tượng tính giá thành khác thì anh chị sửa lại hoặc bấm vào thêm dòng để bổ sung mã đối tượng cần phân bổ. Anh chị nhập tỷ lệ phân bổ sao cho tổng tỷ lệ của các phòng ban cộng lại phải bằng 100% nhé. Sau đó chọn đến tài khoản chi phí phân bổ. Tương tự, anh chị điền tiếp các thông tin sang tab bộ phận cấu thành, dụng cụ phụ tùng kèm theo, thông tin khác nếu có. Sau đó nhấn cất là được nhé. Sau khi anh chị khai báo xong tất cả số dư cho các tài sản cố định đầu kỳ, anh chị sang mục số dư tài khoản và thêm dòng tổng giá trị số dư cho tài khoản 211, 214. Sao cho tổng số tiền trên sổ cái phải bằng với sổ tài sản đầu kỳ. Nhập công cụ dụng cụ, chi phí trả trước đầu kỳ. Đối với công cụ dụng cụ đầu kỳ, em xin lưu ý anh chị phân biệt hai loại công cụ dụng cụ để giúp nhập liệu đúng trên phần mềm. Với công cụ dụng cụ đang nằm trên kho, chưa sử dụng và được ghi nhận trên tài khoản 153 thì anh chị nhập số dư ở mục tồn kho vật tư hàng hóa, tương tự như nguyên vật liệu, hàng hóa thông thường. Với công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng, chi phí ghi nhận vào tài khoản 242 để phân bổ hàng kỳ thì anh chị nhập ở mục công cụ dụng cụ đầu kỳ. Để thực hiện nhập, anh chị bấm vào khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, khai báo ngày ghi tăng, mã, tên công cụ dụng cụ, nhập thêm số lượng, đơn giá, thanh tiền của công cụ dụng cụ, số kỳ thực hiện phân bổ, giá trị đã thực hiện phân bổ trước đó và số kỳ phân bổ còn lại tính theo tháng. Anh chị thiết lập đơn vị sử dụng và đối tượng phân bổ tương tự như tài sản cố định. Sau đó nhấn cất. Đối với chi phí trả trước đầu kỳ, anh chị cũng thực hiện tương tự.
Khi nhập xong, anh chị cũng sang mục số dư tài khoản để nhập tổng giá trị số tiền còn lại, trừ phân bổ vào tài khoản 242 nhé. Chi phí dở dang. Với các khoản chi phí dở dang đầu kỳ sử dụng khi đơn vị có thực hiện tính giá thành trên phần mềm, chi tiết anh chị có thể xem thêm các video học chuyên sâu về tính giá thành trên phần mềm AMIS. Hoặc anh chị có thể bấm vào dấu chấm hỏi ở góc trên bên phải giao diện hoặc nhấn phím F1 để xem hướng dẫn nhé. Tương tự, nếu có nhập chi phí dở dang đầu kỳ sau khi nhập xong, anh chị sang nhập tổng hợp giá trị dở dang đầu kỳ vào số dư tài khoản của tài khoản 154 nhé. Nhập doanh thu nhận trước đầu kỳ. Đơn vị nếu có các mã hàng có doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ và đang ghi nhận ở tài khoản 3387, thì anh chị vào doanh thu nhận trước đầu kỳ để thực hiện khai báo. Chi tiết anh chị có thể bấm vào dấu chấm hỏi ở góc trên bên phải giao diện hoặc nhấn vào phím F1 để xem hướng dẫn nhé. Câu hỏi thường gặp. Tôi muốn nhập số dư tài khoản 1388, tài khoản 3388 theo đối tượng khách hàng hoặc nhà cung cấp thì làm như thế nào? Anh chị vào danh mục, chọn hệ thống tài khoản, tìm đến tài khoản muốn nhập theo đối tượng, ví dụ như tài khoản 1388. Anh chị nhấn sửa và tích chọn chi tiết theo khách hàng hoặc nhà cung cấp. Sau đó, trở về nhập số dư và nhập như công nợ khách hàng hoặc công nợ nhà cung cấp nhé. Tôi đã có sẵn file Excel số dư ban đầu của các vật tư hàng hóa, làm sao để nhập nhanh lên phần mềm. Tại danh sách tồn kho vật tư hàng hóa, anh chị bấm vào mũi tên cạnh nút nhập tồn kho. Chọn nhập tồn kho vật tư hàng hóa từ Excel. Để file Excel nhập vào khớp với các thông tin trên phần mềm AMIS thì anh chị có thể chọn tải tệp mẫu cơ bản hay tải tệp mẫu đầy đủ. Nhấn tải về. Và sau đó copy, dán các thông tin tương ứng với các cột trên file mẫu của MISA. Sau đó, chọn tệp Excel. Anh chị nhấn Tiếp tục để đến với bước ghép dữ liệu. Nếu tại đây anh chị đã lấy theo file Excel mẫu của MISA rồi, chỉ cần kiểm tra lại và bấm Tiếp tục. Còn nếu là file Excel riêng thì anh chị sẽ phải ghép cột trên Excel sao cho phù hợp với các cột trên phần mềm. Đến bước kiểm tra dữ liệu, anh chị xem có dòng nào báo không hợp lệ thì kiểm tra và cập nhật sửa lại trên file gốc. Nếu đã hợp lệ hoặc muốn bỏ qua dòng bị lỗi thì anh chị nhấn nhập dữ liệu để bắt đầu nhập. Cuối cùng, anh chị quay lại giao diện danh sách tồn kho vật tư hàng hóa để xem danh sách vừa nhập khẩu thành công nhé. MISA vừa hướng dẫn anh chị nội dung nhập số dư ban đầu trên AMIS kế toán. Kính mời anh chị đón xem bài tiếp theo phân hệ mua hàng trên AMIS kế toán. Chào anh chị và chúc anh chị thực hiện thành công!